Chào mừng quý vị đến với chương trình luận đàm thời sự của The Saigon Post. Chúng tôi rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm, gây ra những tổn thất to lớn cho người dân Ukraine. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn ấy, chúng ta vẫn chứng kiến những tấm gương anh dũng và sáng tạo phi thường của người Ukraine. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một sáng kiến đặc biệt của quân đội Ukraine, đó chính là những đoàn tàu bệnh viện bí mật đang ngày đêm cứu sống hàng ngàn thương binh từ tiền tuyến. Đây không chỉ là minh chứng cho tinh thần kiên cường mà còn thể hiện khả năng thích ứng tuyệt vời của Ukraine trước những thách thức khốc liệt của chiến tranh. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện về những thiên thần áo trắng trên những chuyến tàu sinh tử này và qua đó hiểu hơn về thực trạng cũng như tinh thần chiến đấu của quân nhân Ukraine hiện nay. Olga gần như không nghỉ ngơi tại khoa chăm sóc đặc biệt ICU, liên tục kiểm tra mức oxy của bệnh nhân, điều chỉnh thuốc và ghi lại các dấu hiệu sinh tồn. Cô luôn bận rộn và phải làm việc rất nhanh, nhưng cũng không ngần ngại dừng lại để điều chỉnh chăn gối cho bệnh nhân và bảo đảm những thương binh được thoải mái nhất có thể. Là trung sĩ trong quân đội Ukraine, cô đang chăm sóc những bệnh nhân ốm yếu nhất trên một chuyến tàu đặc biệt. Đây là chuyến tàu di tản y tế được quân đội Ukraine dùng để vận chuyển thương binh từ khu vực gần tiền tuyến đến các bệnh viện trên khắp đất nước. Bệnh xá di động này vận hành hoàn toàn bí mật, là một phần quan trọng trong một hệ thống y tế đã suy yếu nghiêm trọng của Ukraine sau hơn 2 năm chiến tranh. Hầu hết thành phố ở miền đông Ukraine đang phải chật vật tìm đủ giường bệnh để tiếp nhận những thương binh từ tiền tuyến. Họ phải chuyển các bệnh nhân đang điều trị đến những nơi xa xôi hơn, thường là cách đó hàng trăm km. Di chuyển bằng xe cứu thương quá nguy hiểm với những người đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi vận chuyển bằng trực thăng cũng không an toàn khi chúng dễ trở thành mục tiêu của không quân Nga. Những chuyến tàu y tế chính là cứu tinh trong trường hợp này. Chúng tôi có thể làm gần như mọi thứ trên tàu, đây là đơn vị chăm sóc đặc biệt hoàn chỉnh, Oleksandr, đại úy quân y Ukraine, trưởng nhóm bác sĩ nội trú trên tàu nói. Oleksandr giải thích rằng, anh chuyên về lĩnh vực y học chiến đấu, chủ yếu xoay quanh ổn định thương tích và di tản bệnh nhân đến nơi an toàn thay vì điều trị chấn thương tại chỗ. Công việc Oleksandr thực hiện trên tàu chỉ là một phần trong chuỗi quy trình y tế bắt đầu ngay khi một người lính bị thương. Phần khó khăn nhất là di tản khỏi tiền tuyến. Quân y ở tiền tuyến đang bỏ mạng mỗi ngày giống như các binh sĩ khác, đại úy Ukraine nói thêm. Điều hành phòng chăm sóc đặc biệt trên đoàn tàu đang di chuyển là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, liên quan đến hàng chục người và đặt ra nhiều thách thức khó tưởng tượng. Khoảng 90% bệnh nhân của Oleksandr phải chịu nhiều vết thương do mảnh đạn. Không ít người bị cắt cụt chi, một số thương binh được đặt nội khí quản và sống sót nhờ máy thở cùng các máy hỗ trợ sinh tồn khác. Tất cả đều được viết số trên tay nhằm xác định cần đưa đến toa nào trên chuyến tàu di tản. Khả năng phản ứng của chúng tôi ở đây rất hạn chế. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không thể gọi chuyên gia tư vấn bên ngoài được. Có thể tiến hành những thủ thuật nhỏ để cầm máu, nhưng chúng tôi không thể phẫu thuật bụng hay ngực. Phải rất cẩn thận khi lựa chọn bệnh nhân, Oleksandr cho hay. Yevgeny bị thương nặng trong một cuộc tấn công bất hợp pháp bằng thiết bị bay không người lái của Nga và được chọn đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trên tàu sau đó 2 ngày. Anh cho hay, vẫn may mắn khi là người sống sót duy nhất sau cuộc tập kích của Nga gần thành trì Bakhmut ở tỉnh Donetsk. Yevgeny kiên quyết công báo với gia đình về tình trạng thương tích của mình cho đến khi cảm thấy khỏe hơn. Bệnh viện đường sắt là ví dụ điển hình về khả năng ứng biến của Ukraine trong cuộc chiến. Oleksandr Beshevsky, giám đốc điều hành bộ phận vận tải hành khách thuộc công ty đường sắt quốc gia Ukrzaliznitsia, cho hay doanh nghiệp này không có toa tàu y tế nào vào thời điểm Nga phát động cuộc xâm lược hồi tháng 2 năm 2022. Chúng tôi nhìn thấy những thương binh bị nhồi nhét trên các chuyến tàu thông thường và nói với nhau rằng phải làm gì đó. Chúng tôi bắt đầu cải tạo các toa tàu thường dùng để chở khách du lịch, ông nói. Để hạn chế rung lắc, đoàn tàu di chuyển với tốc độ 80 km/h, bằng một nửa tốc độ thông thường. Nó cũng được ưu tiên hơn những chuyến tàu khác, kể cả các chuyến VIP chở quan chức nước ngoài. Dù vậy, rung lắc là điều không tránh khỏi. Tại khoa ICU, mọi thiết bị, giường bệnh và máy móc đều được neo chặt xuống sàn. Nhân viên phải hết sức cẩn thận khi làm việc với bệnh nhân. Mỗi toa tàu cứu thương của Ukraine đều có máy phát điện riêng, được trang bị máy thở, máy hỗ trợ sự sống, máy siêu âm và điều hòa không khí, giúp ổn định nhiệt độ ngay cả trong những ngày nắng nóng nhất. Các bức vẽ của trẻ em Ukraine và quốc kỳ được trưng bày trên mọi toa tàu, mang lại cảm giác thoải mái cho hành khách. Giá đỡ rèm trên mọi ô cửa sổ được tạo hình như cây đinh ba, biểu tượng quốc gia của Ukraine và nằm ngay tầm mắt của người lính.
Ngồi lặng lẽ trên giường, Alexander có vẻ mệt mỏi ngay cả trước khi chuyến đi dài bắt đầu. Anh bị thương trong một cuộc tấn công bằng drone của Nga. Họ thả một quả lựu đạn, tôi bị choáng, mảnh đạn găm vào tay, vai và lưng, Alexander nói. Thêm rằng, sức ép từ vụ nổ đã làm hỏng thính giác của anh. Là một thợ điện, ông bố 35 tuổi được huy động cách đây 18 tháng và làm nhiệm vụ xạ thủ chống tăng ở mặt trận Donetsk. Từ đó đến nay, anh chỉ rời tiền tuyến 45 ngày. Tinh thần chiến đấu vẫn cao nhưng mọi người rất mệt mỏi. Lúc này bạn nhận ra rằng mọi thứ không phụ thuộc vào bản thân mà nằm trong tay Chúa hoặc nhờ may mắn. Khi bom rơi, bạn chẳng thể làm gì nhiều. Anh nói với vẻ mặt thất thần khi đoàn tàu đang chạy. Tổng thống Volodymyr Zelensky từ lâu đã thừa nhận quân đội Ukraine đang phải vật lộn để bổ sung quân số, vốn thiếu hụt đến mức những người lính kiệt sức không có cơ hội thay quân và nghỉ ngơi. Ngồi cách Alexander vài giường là Stanislav, người tình nguyện nhập ngũ cách đây 3 tháng. Một chiếc drone lao xuống chiến hào khiến anh bị thủng phổi, gãy xương sườn cùng nhiều vết thương khác. Tuy nhiên, Stanislav lại có trạng thái tinh thần hoàn toàn khác so với Alexander. Sau khi bị thương, tinh thần của tôi không giảm sút, tôi có thêm động lực. Anh mỉm cười nói, quả quyết rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng dù bị áp đảo về quân số và hỏa lực. Họ có số lượng, còn chúng tôi có chất lượng, anh cho hay. Sau gần 9 tiếng di chuyển, đoàn tàu bệnh viện dừng lại ở ga xe lửa tại một trong những thành phố của Ukraine. Hàng dài xe cứu thương đang chờ đợi các bệnh nhân trong bóng đêm. Chuyến đi đã kết thúc, nhưng con đường phục hồi của những người lính chỉ mới bắt đầu. Một số người có thể sẽ không bao giờ hồi phục hoàn toàn. Olga, y tá tại phòng ICU, đang chuẩn bị bàn giao bệnh nhân cho nhân viên y tế trên sân ga. Cô gia nhập quân đội với tư cách y tá dân sự hồi năm 2015. Olga nhập ngũ năm 2016 và phục vụ gần như liên tục kể từ đó. Sau khi ca làm việc kết thúc, Olga cho biết chứng kiến những bệnh nhân trở về từ tiền tuyến trong tình trạng nguy kịch là phần khó khăn nhất với công việc của cô. Khi xe cứu thương rời đi và tàu lăn bánh khỏi ga, giám đốc Petrovsky cũng thở phào nhẹ nhõm. Đứng trên sân ga, chỉ vài giờ sau khi nhìn thấy chuyến tàu chở đầy tân binh đi theo hướng ngược lại, ông suy ngẫm về mức độ tàn khốc của cuộc chiến. Mỗi buổi sáng, tôi chứng kiến những chàng trai tạm biệt cha của họ để ra tiền tuyến. Khi thấy họ trở về trong tình trạng bất tỉnh hoặc bị cụt chân tay, tôi thấy cái giá của cuộc chiến thật sự ngoài sức tưởng tượng, ông nói. Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện về những đoàn tàu bệnh viện của Ukraine, chúng ta một lần nữa thấy được tinh thần kiên cường phi thường của quân dân nước này. Trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, họ vẫn nỗ lực không ngừng để bảo vệ sinh mạng của những người lính dũng cảm. Những chuyến tàu này không chỉ là phương tiện cứu thương mà còn là biểu tượng cho sự sáng tạo và ý chí bất khuất của Ukraine. Họ đã biến những toa tàu chở khách thành bệnh viện di động hiện đại, vượt qua mọi khó khăn để đưa các chiến sĩ từ cửa tử trở về. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể phủ nhận thực tế rằng cuộc chiến đang gây ra những tổn thất nặng nề. Nhiều người lính trẻ đã hy sinh hoặc bị thương nặng, để lại những nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và đất nước họ. Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua những câu chuyện như thế này, cộng đồng quốc tế sẽ hiểu rõ hơn về tình hình tại Ukraine và tiếp tục ủng hộ cuộc chiến chính nghĩa của họ. Đồng thời, chúng ta cũng mong rằng hòa bình sẽ sớm đến với Ukraine để không còn những chuyến tàu cứu thương phải lăn bánh và người dân nơi đây có thể xây dựng lại cuộc sống bình yên. Thay mặt ban biên tập, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi luận đàm thời sự của The Saigon Post. Chúc quý vị một ngày tốt lành. Xin kính chào và hẹn gặp lại.